chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp cầu doanh nhân được phát sóng trên kênh HTV9 vào chiều thứ 6 hàng tuần. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân phối hợp thực hiện. Ngay sau đây là một số nội dung nổi bật trong chương trình hôm nay. Hội nghị đầu tư 2017 đột phá tư duy kinh doanh. Blockchain Hackathon đầu tiên tại Việt Nam chính thức khởi động. Thành phố Hồ Chí Minh, làng bánh tráng Phú Hòa Đông sẵn sàng cho mùa cuối năm. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu về cây rau móc, một sản phẩm nông nghiệp tiềm năng cho phát triển kinh tế huyện Củ Chi qua chuyên mục Kinh tế xanh. Thưa quý vị, đột phá tư duy kinh doanh chính là điều tất yếu để phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh công nghệ toàn cầu hóa hiện nay. Đây là chia sẻ của các diễn giả tại Hội nghị đầu tư 2017 qua những câu chuyện đột phá trong chiến lược kinh doanh thực tiễn của doanh nghiệp để mang lại những kết quả thực sự vượt trội. Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Nam, đồng sáng lập tập đoàn FPT và Đại học Phoenix đã chia sẻ câu chuyện về mô hình đại học trực tuyến đầu tiên ở Việt Nam là Đại học Phoenix. Vì là trường đại học trực tuyến đầu tiên nên sẽ có nhiều rủi ro, ông Nam đã tìm những mô hình tương tự ở các nước phát triển để có thể xây dựng trường được hoàn thiện nhất. Ông Nam cho rằng, đột phá đôi khi làm chúng ta bị lạc lối. Điều cần nhất khi lạc đường là chúng ta phải chấp nhận và đi ngược lại, thay đổi tư duy, học hỏi kinh nghiệm từ nhiều phía để có thể thành công. Cũng tại hội nghị, ông Đỗ Anh Tú, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, chia sẻ việc phát triển TPBank trở thành ngân hàng điện tử tiên phong về công nghệ tại Việt Nam là điều tất yếu trong thời đại công nghệ hiện nay. Ông Tú cho rằng, muốn đột phá phải dựa vào những yếu tố cơ bản, những nhu cầu thực tế của khách hàng, từ đó có những chiến lược phát triển phù hợp. Ngoài ra, hội nghị còn giới thiệu những mô hình kinh doanh mang tính xu hướng diễn ra trong bối cảnh công nghệ hóa toàn cầu và chia sẻ những xu hướng mới nhất về tiêu dùng thông minh giúp cho các doanh nghiệp có cái nhìn rõ nét hơn về nền kinh tế trong tương lai, từ đó có định hướng rõ ràng cho doanh nghiệp mình. Mới đây, cuộc thi Blockchain Hackathon đầu tiên tại Việt Nam đã chính thức khởi động tại Thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi Blockathon. Cuộc thi thu hút sự tham gia của hơn 200 cá nhân, nhóm dự thi trên cả nước. Mục đích chính của cuộc thi nhằm hỗ trợ những bạn trẻ yêu thích blockchain trải nghiệm những dự án blockchain trong thực tế. Blockchain là công nghệ cho phép truyền tải dữ liệu một cách an toàn dựa vào hệ thống mã hóa vô cùng phức tạp. Hiện nay blockchain được xem là công nghệ đang dẫn đầu trong xu hướng công nghệ 4.0, giúp chúng ta có cái nhìn hoàn toàn mới về hình thức con người có thể trao đổi thông tin, dữ liệu, giao dịch với nhau. Blockchain mong muốn thông qua các ứng dụng blockchain để giải quyết những thách thức đối với Việt Nam hiện nay trên hầu khắp các lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ tài chính. Đến với cuộc thi, người tham dự sẽ có một tuần tham gia đào tạo chuyên sâu về blockchain từ các chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam và trên thế giới, cùng với đó là 36 giờ thử thách gây cấn với những đề tài xoay quanh công nghệ blockchain. Cuộc thi lần này sẽ là một cuộc thi để các bạn gọi là các bạn sinh viên, các bạn có tinh thần doanh nhân khởi nghiệp, các bạn có thể là có nhiều cơ hội để có thể là hiện thực hóa những ý tưởng của mình và đồng thời là có thể là được hiện thực hóa những ý tưởng đó và đưa những cái sản phẩm có cái ứng dụng thực tiễn vào cuộc sống. Chương trình mở ra cơ hội cho các bạn trẻ cùng xây dựng hệ sinh thái blockchain đang phát triển tại Việt Nam. Cuộc thi sẽ kéo dài từ nay cho đến ngày 26 tháng 11 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 200 triệu đồng cùng các chương trình ươm mầm khởi nghiệp tại Việt Nam. Vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm năm 2017 với chủ đề Nâng cao chuỗi giá trị ngành thực phẩm Việt Nam. Đây là sự kiện diễn ra thường niên bên lề triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam, Việt Nam Food Expo 2017. Hội nghị kết hợp với giao dịch thương mại Việt Nam Food Forum 2017 là sự kiện quốc tế hàng đầu trong ngành thực phẩm. Với chủ đề Nâng cao chuỗi giá trị ngành thực phẩm Việt Nam, hội nghị năm nay được quy tụ những diễn giả, chuyên gia hàng đầu ngành thực phẩm, đồ uống trong nước và quốc tế. Các chuyên gia đã nêu rõ những lợi thế và tiềm năng đặc trưng của ngành công nghiệp thực phẩm, đồng thời đề cập đến nhiều vấn đề nóng bỏng trong chuỗi giá trị của ngành, cập nhật nhiều thông tin được quan tâm như an toàn thực phẩm, xu hướng nhu cầu của người tiêu dùng, các giải pháp phát triển thị trường. Không những là chỉ có những thị trường truyền thống như Mỹ, EU, Nhật Bản và các những thị trường mới mà có tiềm năng rất lớn khác như Trung Quốc, là một trong những thị trường mà từ trước nay vẫn chủ yếu chúng ta sẽ xuất qua con đường tiểu ngạch. Tuy nhiên thì chúng tôi thấy rằng là
cái tương lai của ngành nông sản Việt Nam ấy, cũng như cho các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu các hàng nông sản, đó là phải tìm mọi cách thiết lập được các mối quan hệ chính thức, các con đường chính ngạch với cả những người cung ứng trong nước cũng như là các đầu ra quốc tế. Trong thời gian tới, chúng tôi định hướng là phát triển tập đoàn theo các cái chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ trang trại đến bàn ăn theo mô hình farm food family, phối hợp với cả nông dân để xây dựng những các vùng nguyên liệu thông qua việc cung cấp cho họ những các cái giống có chất lượng, cung cấp cho họ những cái giải pháp kỹ thuật, và chúng tôi bao tiêu sản phẩm của nông dân nếu họ sản xuất theo đúng các cái quy trình mà chúng tôi đưa ra. Bên cạnh đó, chương trình giao dịch thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đơn vị nhập khẩu đến từ Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản là tín hiệu mang lại nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh mới cho các doanh nghiệp Việt Nam hướng tới mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu. Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm 2017. Đây cũng là thời điểm làng nghề bánh tráng hợp tác xã Phú Hòa Đông vào mùa sản xuất cao điểm. Để đáp ứng nhu cầu cao của người dân, hợp tác xã Phú Hòa Đông đã có sự chủ động trong khâu sản xuất, cải tiến máy móc và nhân công. Những ngày này, hợp tác xã Phú Hòa Đông đang tất bật tăng gia sản xuất để đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng dịp cuối năm, cũng như chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2018. Theo ông Lê Thế Khải, giám đốc hợp tác xã bánh tráng Phú Hòa Đông, từ đầu tháng 11 năm 2017, hợp tác xã đã nhận hợp đồng từ các đơn vị như siêu thị, cửa hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với đơn hàng từ 6 đến 8 tấn bánh. Tết thì hầu như cái dân Việt Nam nhà nào Tết cũng phải có bánh tráng ở nhà. Do đó là bánh tráng gần Tết đó, thứ nhất là nó không có bánh, nó hút. Thứ hai nữa giá cả nó tăng. Do đó từ bây giờ là chúng tôi đã chủ động là sản xuất rồi. Dự kiến là có thể tăng giảm khoảng 10%. Thì chúng tôi cũng đã cái bước chuẩn bị ban đầu về bao bì rồi về cái nhân công rồi chúng tôi đã chuẩn bị để sẵn sàng cung cấp đủ cho ra bên ngoài. Hiện tại, hợp tác xã làng nghề bánh tráng giải quyết việc làm cho hơn 5.000 lao động tại địa phương. Mỗi ngày sản xuất ra 40 tấn bánh thành phẩm, xuất khẩu khoảng 2/3, số còn lại tiêu thụ trong nước. Tuy nhiên, việc sản xuất bánh tráng của hợp tác xã Phú Hòa Đông vẫn dùng lò thủ công nhiều hơn so với lò tráng máy, vì thế chủ yếu vẫn dựa vào nhân công địa phương. Trong thời gian tới, dự kiến hợp tác xã sẽ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đầu tư máy sấy bánh tráng với quy mô 2 tỷ đồng để nâng cao chất lượng cũng như sản lượng. Đồng thời, hợp tác xã cũng tăng cường nắm bắt thông tin thị trường để làm tốt công tác dự báo cung cầu, giúp nông dân tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, tăng cường mối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp tiêu thụ. Nhằm hưởng ứng phong trào thể dục thể thao cũng như tạo sân chơi cho các cán bộ, công nhân viên, cuối tuần qua, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành tổ chức giải quần vợt Bến Thành Tourist mở rộng lần 2 năm 2017, thu hút sự tham gia của gần 400 tay vợt. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 28 năm thành lập công ty và 20 năm thành lập Tổng Công ty Bến Thành. Tại giải đấu năm nay, hơn 172 cặp vận động viên sẽ tranh tài ở 4 nội dung thi đấu: đôi nam 1900, đôi nam 1450, đôi nam nữ 1400 và đôi nam lãnh đạo. Đặc biệt là nội dung doanh nhân là nội dung kết nối những lãnh đạo các khối doanh nghiệp của các công ty nhà nước cũng như của Công ty Bến Thành Tourist là một điểm nhấn trong cái giải đấu tài lượng này. Thì với một chất lượng chuyên môn như vậy, với một không khí tưng bừng như vậy, thì tôi hy vọng rằng giải chúng ta sẽ thành công. Với việc thu hút được số lượng lớn vận động viên, giải quần vợt Bến Thành Tourist mở rộng năm 2017 là sự khẳng định cho nhu cầu rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe, thể chất và tinh thần, tạo tiền đề để công tác tốt. Thành công của giải đấu góp phần không nhỏ vào việc đẩy mạnh và phát triển phong trào thể thao quần vợt trong khối doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Chương trình truyền hình thực tế 1 tỷ khởi nghiệp cùng Sài Gòn Co-op đã đi được nửa chặng đường. Trong phần mới nhất, các đội chơi được giao nhiệm vụ lên kế hoạch và thực hiện chương trình từ thiện cho thương hiệu Co-op Smile với kinh phí là 10 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi giám khảo có trong tay 5 triệu đồng. Các đội phải thuyết phục ban giám khảo để có thêm kinh phí thực hiện chương trình. Được sự hỗ trợ của người cố vấn, hai đội đã đưa ra những kế hoạch để chinh phục thử thách như tổ chức buổi giao lưu hướng dẫn chống bị xâm hại cho các bé mầm non, phát quà tặng cho học sinh và một số hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, thử thách lần này đã có sự tranh cãi rất quyết liệt giữa ban giám khảo và thí sinh khi ban giám khảo không đồng ý việc phát bột giặt trong chương trình từ thiện và buộc thí sinh phải thay đổi phương án. Thật ra ở đây nó có một vấn đề, anh rất là chia sẻ với các bạn. Việc mà chúng ta cho từ thiện như vậy không khác gì hoạt động đang cho sampling mẫu. Mà nếu như mà chúng ta cho không nhiều nhưng mà cho sai đối tượng, cho người ta không cần, thì đôi khi nó lại phản tác dụng và nó không giống như nó là hoạt động cộng đồng.
những khó khăn trong việc tìm kiếm đối tượng, lên kế hoạch cho các hoạt động cộng đồng đã giúp nhà khởi nghiệp có cái nhìn rõ nét hơn khi triển khai các chương trình khác trong thực tế. 1 tỷ khởi nghiệp cùng Sài Gòn Co-op là chương trình truyền hình thực tế do Sài Gòn Co-op tổ chức, Ngân hàng Cổ phần Việt Nam Thương tính Vietbank tài trợ và được phát sóng vào Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Phát triển khoa học công nghệ nói chung và phát triển thị trường công nghệ nói riêng có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam. Việc tìm được nguồn cung cấp thông tin đầy đủ cho những nhu cầu phát triển các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp đã mang lại những hiệu quả tích cực rõ rệt, giúp doanh nghiệp đạt được những thành tựu trong công cuộc đẩy mạnh phát triển kinh doanh trong và ngoài nước. Và đó chính là nội dung mà Nhịp cầu Doanh nhân muốn mang đến cho quý vị khán giả ngay sau đây. Để bắt kịp công nghệ tiên tiến của các quốc gia phát triển, đồng thời giúp hoạt động của doanh nghiệp luôn phát triển đúng hướng và đúng luật pháp, thì việc thu thập tiếp nhận các nguồn thông tin khoa học và công nghệ trong nhiều lĩnh vực là nhu cầu thiết yếu và vô cùng quan trọng. Doanh nghiệp cần một nguồn thông tin chuẩn xác, đáng tin cậy làm cơ sở vững chắc cho những chiến lược kinh doanh trong tương lai. Việc sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin của Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã mang lại những hiệu quả thực tế cho các doanh nghiệp. Nổi bật trong số đó là các doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu hàng đầu tại khu vực phía Nam. Công ty cổ phần thực phẩm Jolimex, một cái tên không xa lạ với người tiêu dùng Việt Nam vì những sản phẩm nổi tiếng về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Các cái thông tin mà của trung tâm cung cấp thì đã hỗ trợ rất là nhiều trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chẳng hạn như là các cái bản tin về khoa học công nghệ ở Việt Nam hay là bản tin về khoa học công nghệ trên thế giới. Công ty cổ phần nhựa Rạng Đông, một công ty nổi tiếng trong nước, để nắm bắt được những xu hướng của ngành nhựa cũng như các quy định kỹ thuật của các nước trên thế giới, Rạng Đông đã sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin trọn gói với Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ trong nhiều năm. Việc sử dụng gói cung cấp thông tin theo yêu cầu đã giúp Rạng Đông rút ngắn thời gian tiếp cận, đẩy nhanh được quá trình đổi mới sáng tạo, giúp tìm hiểu thêm những công nghệ mà Rạng Đông chưa áp dụng, định hướng nên hay không nên đầu tư phát triển trong tương lai. Được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định thành lập từ năm 1983 là đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng thực hiện công tác thông tin, truyền thông, tin học, thống kê và phát triển thị trường khoa học và công nghệ, phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu và phát triển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam. Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ đã tích lũy xử lý, cập nhật và bổ sung nhiều nguồn dữ liệu thông tin thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề như cơ khí chế tạo máy, điện điện tử, sinh học, hóa học, kinh tế xã hội, môi trường, thực phẩm, dược, nông nghiệp. Với hình thức thông tin cung cấp đa dạng và phong phú trên mọi lĩnh vực trong và ngoài nước, thông tin sở hữu trí tuệ, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, thông tin công nghệ và thiết bị, thông tin tiêu chuẩn, thông tin nghiên cứu triển khai, bao gồm báo cáo kết quả nghiên cứu, tổng luận, tổng quan, bài báo khoa học, thông tin được đáp ứng định kỳ hàng tháng và đột xuất theo yêu cầu của doanh nghiệp. Để đáp ứng nhiều hơn nữa nhu cầu thông tin nhanh chóng, nguồn lực thông tin dồi dào chuyên nghiệp, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã và đang hoàn thiện trụ sở mới khang trang, trang thiết bị hiện đại nhằm phục vụ thông tin khoa học công nghệ, kết nối chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, viện trung tâm nghiên cứu, trường đại học cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Xu hướng chung đó là thông tin và công nghệ là một cái nguồn lực không thể thiếu trong cái hoạt động nghiên cứu và phát triển, và đó chính là cái nền tảng cho hoạt động đổi mới sáng tạo. Trong thời gian tới, trung tâm sẽ đẩy mạnh hơn nữa dịch vụ cung cấp thông tin trọn gói, trong đó có thông tin trực tuyến nhằm phục vụ rộng rãi các đối tượng người dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đối với dịch vụ cung cấp thông tin trọn gói theo yêu cầu của doanh nghiệp sẽ được tăng cường yếu tố chuyên gia để thực hiện tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong hoạt động đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Thưa quý vị, vừa qua, ekip chuyên mục Kinh tế Xanh đã có dịp đến thăm những cánh đồng trồng rau móc của bà con nông dân ở xã Trung An, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Có đến đây mới thấy hết những niềm vui và sự phấn khởi khi cây rau móc ngày càng mang lại giá trị kinh tế cao và thay đổi rõ rệt đời sống của bà con. Tuy nhiên, hiện nay, mô hình trồng rau móc vẫn mang tính tự phát, nhỏ lẻ. Trong tương lai, sẽ cần rất nhiều sự hỗ trợ để mang kỹ thuật và khoa học công nghệ vào việc xây dựng thương hiệu cho cây rau móc Củ Chi.
Ngày xưa là cái cây rau mớp này là nó mọc theo với là gian kinh rạch, gần như là phục vụ cho là cái tầng lớp là nghèo. Mà ở trong chiến tranh ấy, là phải nói là cũng sử dụng cây rau mớp này, dưới là cái cây củ mì ở cái vùng mình là dữ dội lắm. Sau chiến tranh thì họ cũng là dùng cái rau mớp này để làm dưa, làm rau ấy. Từ khi mà chuyển qua trồng rau mớp thì gia đình thu hoạch nó có năng suất nhiều hơn là trồng cây lúa. Thì nông dân người ta thấy người này trồng được, người kia trồng được, người ta mới làm rộng rãi ra. Cây rau mớp còn gọi là móc gai là loại cây rau dại thường mọc ở các bờ mương kênh rạch. Cây rất dễ sinh trưởng và phát triển và có khả năng thích ứng tốt. Từ xưa đến nay, cây rau móp được bà con ở huyện Củ Chi sử dụng để chế biến nhiều món ăn dân dã như rau móp ngâm chua, rau móp xào, luộc. Rau ăn vừa ngon lại vừa có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trước đây là nông dân trồng cây ăn trái, mang hiệu quả kinh tế thấp. Sau đó họ chuyển qua cây rau móp thì nó có đem lại hiệu quả rất cao cho nông dân. Hàng 10 thì chỉ khoảng 5-6 hộ. Hiện nay thống kê khoảng 35 hectare, trên dưới là 45 hộ. Cứ 4 ngày mình thu hoạch một lần mà mình tìm những cái cây mà nó đúng vừa cái tuổi của nó mình bẻ. Thì 20 cao của chị bẻ là trung bình của nó là từ 60-65kg trở lên. Giá cân thì thị trường nó là cứ mỗi lái tới lấy là 25.000kg. Tại huyện Củ Chi, rau móp được trồng phổ biến ở hai xã Trung An, Phú Hòa Đông. Trước đây người dân trồng chủ yếu là mía và cây ăn trái. Từ năm 2010 đến nay, bà con bắt đầu đào mương trong các vườn cây để trồng xen canh cây ăn trái và rau móp. Trồng xen canh là ở trên là để cho nó có bóng mát, để che cái cây rau móp cho nó tốt. Rồi thứ hai nữa là mình kiếm thêm cái thu nhập nữa. Cái thu nhập là hiện nay là rau móp là 1 hectare. Như vậy thì hàng năm là thu nhập từ 200 là rưỡi đến 300 triệu. Coi như là một tháng như vậy thì khoảng thu nhập 25 triệu. Trừ chi phí, cái đời sống nông dân hiện nay là họ rất là khá giả lên, tức là họ không lệ thuộc vào cái thương lái mua ép giá cây ăn trái. Cây rau móp được xem là sản phẩm nông nghiệp tiềm năng trong phát triển kinh tế và thay đổi cuộc sống của bà con ở huyện Củ Chi. Hiện nay sản phẩm rau móp được phân phối ở các chợ, các nhà hàng, quán ăn của huyện Củ Chi và thành phố Hồ Chí Minh. Họ giờ chỉ bán nhỏ lẻ, có khi là thương lái đến nhà mua, có khi là chở ra chợ bán. Không có ai mà hướng dẫn là cái kiểu cái cách trồng làm sao cho nó có cái dễ là nó đạt cái năng suất, rồi nó làm sao mà nó đạt cái an toàn vệ sinh thực phẩm, rồi tiêu thụ đâu như thế nào đó thì gần như là mang chất là tự phát hết. Trong tương lai gần, bà con trồng rau móp hy vọng sẽ xây dựng được thương hiệu để đưa sản phẩm rau móp sạch vào các hệ thống siêu thị của thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua, các cán bộ của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Kinh tế huyện Củ Chi và Ủy ban Nhân dân xã Trung An đã đến thăm và nghiên cứu tại các xã vùng canh tác rau móp của huyện Củ Chi. Sau các đánh giá chuyên môn và nhận định, thì trồng rau móp là hướng phát triển tiềm năng. Trong thời gian sắp tới, hy vọng các cấp chính quyền thành phố và huyện cùng các cơ quan chức năng như Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ hỗ trợ cho bà con trồng rau móp, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào quy trình sản xuất. Cùng với đó sẽ cho ra đời mô hình hợp tác xã rau móp, giúp xây dựng thương hiệu để tiêu thụ sản phẩm tốt hơn, thu hút nhà đầu tư và mở rộng thị trường trong tương lai. Thì hiện nay là ở Trung An cũng như người dân trồng rau móp cũng mong muốn làm sao là sở ngành quan tâm rồi làm sao tạo ra cái sản phẩm có thương hiệu rau móp sạch của Trung An để làm sao tiêu thụ ở các siêu thị. Từ một loại rau dại mọc hoang, từ loại rau dân dã dùng làm thức ăn chống đói trong thời chiến tranh đến những tháng năm còn gian khổ, cây rau móp đã đi vào đời sống của người dân Củ Chi và bà con nơi đây đã biết tận dụng nó để mang lại giá trị kinh tế cho quê hương. Và trong tương lai rất kỳ vọng cây rau móp sẽ trở thành loại cây chủ lực, sản phẩm nông nghiệp chủ lực trong phát triển kinh tế huyện Củ Chi. Để đạt được mục tiêu đó rất cần thiết sự hỗ trợ của chính quyền, cộng đồng và các sở ngành để đưa khoa học công nghệ vào hỗ trợ sự phát triển dự án trồng rau móp, dự án nông nghiệp sạch tương lai của thành phố. Rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ nhịp cầu doanh nhân@gmail.com. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.